đáng để mà quan tâm mấy trong mấy ngày nay. Nhưng mà mình cũng anh Tuấn, bạn này theo mình biết ấy, là từng bị đánh trong một cái hoạt động gọi là biểu tình chống phá nhà nước. Quỳnh Anh Tuấn nói thẳng ra là một thành phần phản động, nó nằm trong cái thành phần đó và cái nhân tố đó. Anh ta có bày ra một cái quan điểm, đó là mà cái quan điểm này tôi cho rằng rất là nhiều người đã nói tới quan điểm này, đó là không có tất sắt trong tay, không có vũ khí trong tay thì làm sao mà lật đổ được nhà nước. Câu nói này ra là một cái từ gọi là một là ngu hai là ngụy biện, không nhìn rõ được vấn đề. Anh ta đấu tranh là mục đích của anh ta là mong muốn thay đổi cái nhà nước này, rõ cái nhà nước này rõ ràng là anh ta đang nghĩ tới cái việc lật đổ nhà nước này. Và một điều khi mà anh ta đấu tranh là anh ta muốn lật đổ cái nhà nước này đấy. Ông bà xưa, bao nhiêu chính trị gia, bao nhiêu cái kết, bao nhiêu những cái kết quả của bao nhiêu nghiên cứu, của kinh nghiệm, của trị quốc, của bất kỳ một cái thể chế chính trị nào trên thế giới này đều có một cái khẳng định, đó là dân là nước, nước có thể dân thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Chính vì cái điều đó mà chúng ta hiểu được rằng là người dân chính là cái cốt lõi của cái sự hình thành và phát triển của bất kỳ một quốc gia nào, một đất nước nào. Nếu cái nguyện vọng của người dân không được thực hiện thì đó là cái ngày tàn của cái chế độ đó, của quốc gia đó. Nói thế để thấy được rằng về bản chất của tất cả các cuộc biểu tình chống nhà nước, nó đều muốn khơi gợi và vận động sự tham gia của những người xung quanh. Nó là được kích động, kích thích bởi những sự xuyên tạc bịa đặt về thông tin. Ví dụ như cái vấn đề về Formosa, khi chính phủ nhận 500 triệu đô la của công ty Formosa để bồi thường cho người dân, thì cái việc lập danh sách thống kê những người nào bị thiệt hại và chi trả những thiệt hại đó được nhà nước thực hiện, ráo riết thực hiện. Nhưng những linh mục ở các nhà thờ ở những vùng đó thì lại không cho giáo dân phối hợp với nhà nước thống kê các thiệt hại và không cho giáo dân nhận các sự chi trả bồi thường đó. Điều đó cho nên chúng ta thấy là ở đây chúng ta đang có những cái kẻ chống phá đó. Chúng ta đang thấy rằng nó có một cái sự mị dân, nó làm cho người xung quanh cảm giác rằng ủa vậy là cuối cùng ra nhà nước này nó bên một công ty, nó bên vực cho công ty Formosa, nó làm cho người ta cảm giác rằng là ở nhà nước bên vực cho công ty Formosa đi ăn hiếp dân. Trong khi chính quyền tổ chức thống kê thiệt hại và chi trả cho những người bị thiệt hại thì ở đó tất cả những báo đài của tất cả những kênh phản động, những kênh chống lại nhà nước Việt Nam nó luôn luôn ra rả nói rằng là nhà nước không có chi trả. Đó là vấn đề. Cho nên là khi mà Quỳnh Anh Tuấn nói dân không có tất sắt làm sao đòi chống chính quyền, sao mà đòi lật đổ, ở đây nó đã dùng các cái biện pháp như biểu tình là gì? Nó đã cố gắng kích động những người xung quanh cùng với nó tạo ra số đông để đi phá, làm cho người ta nhầm tưởng, cùng với việc đưa thông tin sai sự thật. Nó làm kích động đi cái lòng của người dân căm ghét chính quyền và cùng nhau biểu tình và cùng nhau đưa lên một cái khí thế mạnh mẽ để chống chính quyền. Và dĩ nhiên cái việc mà xuyên tạc bịa đặt thông tin nó càng lan rộng bao nhiêu, nhiều người bị gạt bao nhiêu thì cái số đông mà nó có nó sẽ trở thành nước có thể lật được thuyền. Cho nên ở đây nếu nói là dân không có tất sắt nhưng cái miệng của dân rất sắt. Nếu không thì tại sao chỉ vài lời nói của tôi, hay là chỉ những cái live stream, hay là chỉ những cái điều mà tôi nói ra gọi là giải đọc thông tin,
gọi là giải độc chính trị, nó lại sợ đến mức độ kiếm người để hành hạ tôi, bởi vì mình vạch mặt được nó. Bởi vì chúng ta vạch mặt được cho nên tụi nó mới cảm thấy thù ghét chúng ta, nó mới miệt thị những người bị gọi là dư luận viên. Cái từ dư luận viên này nó đặt thôi, nhưng thực tế cái từ này đẹp hay, đồng ý chấp nhận. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy được rằng là cái kiểu cách gọi là dân không có tất sắc trong tay làm sao lật đổ chính quyền này, đó là cái kiểu ngụy biện, nói cho qua, nói để vuốt lẫn nhau, để gọi là chống chế, để tự biện cho bản thân mình là không chống chính quyền, không lật đổ chính quyền, biện hộ cho cái hành vi của mình để mà tiếp tục thực hiện cái hành vi đó. Quỳnh Anh Tuấn còn chê bai nhà nước thông qua cái việc là chửi dư luận viên, chửi những người gọi là bò đỏ dư luận viên gì là sao? Nói là ồ các dư luận viên có vẻ như xem thường chính quyền, cho nên các dư luận viên mới làm gì? Các dư luận viên mới nói thay cho nhà nước. Sai. Ở đây là các những người như tôi là những người được gọi là dư luận viên nè. Nha, các người tự đặt tôi là dư luận viên. Cũng là dân. Và là chúng tôi cũng là dân và dĩ nhiên chúng tôi cũng là nước. Và vì vậy cho nên nước của tôi ở đây, lực lượng của chúng tôi là những người dân cái con thuyền này lên. Chúng tôi nhìn rõ được âm mưu mưu đồ và những cái xảo trá bịa đặt xuyên tạc thông tin và những cái tư tưởng ngu dốt của những kẻ gọi là hoạt động dân chủ. Chúng tôi gọi các người hoạt động dân chủ là những kẻ dân chủ cùi, dân chủ nửa mùa, chỉ biết được hai từ dân chủ nhưng không biết được dân chủ như thế nào là hợp lý, dân chủ như thế nào là phù hợp với tính cách con người Việt Nam, với cái luật pháp Việt Nam, với cái tầm của người Việt Nam chúng ta. Cho nên đòi dân chủ nhưng khi bị chính quyền sử dụng luật pháp quản lý thì lại chửi chính quyền. Anh muốn làm chủ thì anh phải làm cho luật pháp anh mạnh mẽ lên anh mới làm chủ được. Bởi chỉ có luật pháp mạnh mẽ thì mới đảm bảo an toàn cho cái xã hội này để anh làm chủ được. Một khi mà cái xã hội này không ổn định, ai cũng không tôn trọng luật pháp thì làm sao anh làm chủ được? Bởi bất kỳ ai cũng có thể đập nhau nếu không vừa ý. Anh có thể hỏi Quách Dũng coi, nếu ở đây không có luật pháp không nghiêm minh, thì liệu thằng Quách Dũng đó nó có dám? Nó đã xuống đây nó giết tôi rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể đập nhau được chỉ là vì vài câu nói nhau thôi. Nhưng vì luật pháp chúng ta nghiêm minh và chúng ta thấy chúng ta làm dân tốt, dân làm chủ ở đây là làm chủ xã hội thông qua việc giao quyền lực xã hội cho nhóm người chúng ta tin tưởng để quản lý cái xã hội này. Anh là một luồng dư luận, tôi là một luồng dư luận. Và vì vậy cho nên anh là nước, tôi cũng là nước. Tôi thấy cái sai của anh và tôi tấn công anh. Tôi ủng hộ quan điểm của đảng và nhà nước này. Và chính ngay cả cái việc nói cho người dân hiểu quan điểm chủ trương của đảng và nhà nước, cho người dân hiểu, và nhất là chúng tôi đã hiểu này, đó là cái trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước làm cho chúng tôi hiểu nên chúng tôi mới hiểu được và chúng tôi tấn công ngược lại những kẻ dân chủ phụ, dân chủ nửa mùa đó. Chúng tôi mới có những cái thái độ đối với Quỳnh Anh Tuấn như thế. Cho nên đừng có bao giờ bảo rằng dân không có tất sắc trong tay thì không lật đổ được nhà nước. Tất sắc của các anh chính là cái miệng thối của các anh. Các anh bịa đặt xuyên tạc để lôi kéo và kích động lòng người, lôi kéo để tạo ra số đông, lôi kéo để tạo ra lực lượng để lật đổ nhà nước. Cho nên cái miệng nó quan trọng hơn. Bởi vì chúng ta đang sống ở một cái cơ chế ở đây là không phải là cơ chế của phong kiến quân chủ nữa, mà là cơ chế dân chủ. Khi chúng ta đỡ cơ chế dân chủ thì khi người dân làm chủ, người dân có quyền quyết định chính quyền phải làm gì và không làm gì. Do chính vì người đệ cho nên là khi anh tập hợp được số đông thì cái miệng của anh thủ thành thủ lĩnh của nó, thì anh chắc chắn một điều rằng anh hoàn toàn lật đổ được chính quyền này. Cho nên nếu như anh bịa đặt xuyên tạc thông tin để lôi kéo số đông thì đó là cái sự xảo trá và điểu cán của các anh, buộc chúng tôi những người nhìn nhận ra vấn đề vạch mặt các anh.
bây giờ anh ngồi đây, anh live stream, anh nói rằng là người Trung Quốc có 200 triệu người đàn ông không có vợ, sắp tới đây nó tràn sang đây, nó cưới vợ rồi thì sao nhỉ? Rồi thì nó sẽ lai tạp, rồi mình mất đi cái gốc người Việt Nam. Anh lo bò trắng răng. Không có cái đảng nào ở Việt Nam từ xưa đến nay mà có cái quan điểm phát triển về văn hóa, mà là văn hóa của Việt Nam có hẳn một cái đề án phát triển về văn hóa xã hội ở Việt Nam tới mấy mươi năm kìa, tới năm 2050 kìa. Văn hóa của Việt Nam từ bây giờ đến mấy mươi năm sau phát triển như thế nào, cái gì cần giữ lại, cái gì phải bỏ đi, cái gì phải điều chỉnh, đều nằm trên bàn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và họ nghĩ ra và họ làm, họ thực hiện và tổng kết sau mỗi nhiệm kỳ, sau mỗi kỳ họp, để làm tốt hơn và giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc này tốt hơn, không để chúng ta trở thành những kẻ lai tạp văn hóa, không còn xứng đáng là người Việt Nam nữa. Thử hỏi cái văn hóa của các anh là cái văn hóa gì khi mà cái đám rừng rú dân chủ của các anh nam nữ ăn ngủ chung dạ với nhau, ngoại tình, dân chủ gì mà dân chủ toàn là đi bịa đặt xuyên tạc, cái văn hóa đó sao? Hãy dòm lại cái con người của cái nhóm của Quỳnh Anh Tuấn xem các anh thấy cái gì, các anh làm cái gì mà anh toàn bộ là đi xuyên tạc và bịa đặt. Các anh đi, bây giờ các anh nhảy xuống đường, các anh nói dân chủ, các anh nói cho ai làm chủ không? Các anh chỉ làm chủ thôi. Các anh ra ngoài đường, các anh cầm khẩu hiệu, các anh đi biểu tình, các anh chặn quốc lộ, các anh làm bao nhiêu điều kẹt xe, bao nhiêu con người bực bội các anh. Nếu có dân xuống đập các anh thôi tôi cũng mừng. Không, rõ ràng cái dân chủ các anh không để cho người khác làm chủ. Các anh chỉ muốn các anh làm chủ mà không để cho người khác làm chủ. Đó là cái điều hết sức bất mãn. Dân chủ như thế ai mà theo? Bây giờ đi ra hỏi mấy đứa đi biểu tình, mấy đứa này, mấy đứa hiểu gì về việc mấy đứa biểu tình? Các bạn sinh viên về viết status lên mạng xã hội rằng là đi biểu tình bay ơi, được 200-300 ngàn ngày. Số đông các anh được mua bằng tiền. Quân Anh Tuấn nhận được bao nhiêu tiền sau cái lần bị đánh đó? Các anh được hỗ trợ tài trợ để chống phá. Các anh có tiền để các anh chống phá. Cái nhà nước Việt Nam này nếu mà tàn ác và độc tài thì xin lỗi các anh nói một câu chống đảng nhà nước này thôi. Công ăn việc làm các anh biến mất. Các anh đói rã họng ra. Cô lập các anh, không cho các anh nhận tiền nước ngoài. Coi các anh sống như thế nào. Nhưng người ta rất công bằng và công tâm. Người ta dòm thấy hết tất cả. Người ta muốn giáo dục các anh. Đấy, cho nên là nói với các anh Quỳnh Anh Tuấn gì đó, tôi không có nghe anh live stream. Tôi nghe một vài đoạn do một số bạn chuyển qua, tôi nghe không hết được, bởi vì tôi không có thời gian để mà ngồi nghe suốt mấy tiếng đồng hồ mấy anh live stream. Ngày hôm nay bao nhiêu người live stream còn hết.